Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đài B10. Quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts. Quý vị, hôm nay chúng tôi đến đây là tại vì Thượng nghị sĩ Đinh Trăng có cuộc họp báo chống lại sự bất công mà bà Bộ trưởng Bộ Tư pháp bà Maura Healey đã truy tố ông vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Quý vị, chúng tôi cũng muốn nói thêm một điều, đó là trong cuộc tranh cử năm 2022, bà đã không có gọi là minh bạch về vấn đề tranh cử. Bà là người ủng hộ cho đối thủ của Thượng nghị sĩ Đinh Trăng, đó là bà Laurie. Và hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để tường trình sự kiện này cũng như là tiếp chuyện cùng với luật sư của Đinh Trăng cũng như Đinh Trăng và ông phó chủ tịch cộng đồng tại tiểu bang Massachusetts. Sáng hôm nay thì Thượng nghị sĩ Đinh Trăng và luật sư của ông đã đệ trình lá thư kiện đưa đến văn phòng của bà Bộ Tư pháp tiểu bang hôm nay. Thì khi mà ông đến đây cùng với đồng hương từ Boston cũng như là từ Worcester, ông có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình khi mà mình đến đây để ủng hộ cho Thượng nghị sĩ Đinh Trăng? Thứ nhất là tôi là đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts. Tôi làm việc với Đinh Trăng trên 5 năm. Cái tính cách của Đinh Trăng làm việc rất là thẳng thắn và có lòng với mọi người, chứ không phải là chỉ có cộng đồng Việt Nam thôi. Ông ta là gốc Việt Nam mà ông ta đang tranh một cái chức vụ rất là quan trọng, đó là dân biểu liên bang đầu tiên. Nếu mà thắng cử sẽ là dân biểu liên bang đầu tiên của tiểu bang Massachusetts. Tôi nghĩ đây là một cái trò chơi chính trị mà dơ bẩn của cái bà gọi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, và bà cũng là ứng cử viên cho thống đốc tiểu bang Massachusetts. Cho nên tôi chỉ đến đây để mà kêu gọi là bà nên có một cái sự công bằng đối với ông Đinh Trăng. Nếu mà ông Đinh Trăng thắng thì ông thắng, và ông thua chứ không có dùng cái thủ đoạn chính trị. Một cái vụ tố cáo mà nó cách đây đã 3 năm về trước rồi. Có nghĩa là thường thường là nếu mà có chuyện mà nó dữ dằn đó là ông Đinh Trăng lúc đó là thượng nghị sĩ đã bị bắt ngay lập tức rồi. Cho nên chỉ là một cái trò gọi là đưa ra để cho công chúng người ta không biết, tưởng ông này là phạm tội lấy súng ống, nhưng mà cái chuyện này là mình nghĩ là một cái dơ bẩn. Mình chỉ đòi hỏi, nếu mà thật sự ông Đinh Trăng có thật sự như vậy thì phải có một cái tòa án xét xử ngay lập tức, hay là một vài tháng, chứ không phải là đưa lên bắt đầu chưa có ngày này kia. Mọi chuyện phải là minh bạch. Sẵn đây mình cũng kêu gọi tất cả những cái người mà thuộc Đảng Dân chủ người Việt Nam đó, họ muốn bỏ phiếu cho ai bỏ phỏ tùy họ, nhưng mà cái thứ tháng 9 này là cái kỳ bầu cử sơ khởi đó, họ nên coi lại cái lá phiếu của họ có nên bỏ cho bà Healey hay không. Tại bà là tranh cái chức vụ mà thống đốc của tiểu bang Massachusetts, mà cái kỳ primary bà thắng thì bà mới được vào chung kết tháng 11, nên coi lại mình có nên bỏ không. So I heard the news that you filed a lawsuit for Dean Tran today. Share with us about that. My name is Mike Walsh. I'm the attorney representing Senator Tran. We filed a lawsuit in the federal court here in Worcester alleging that the indictment against him is a politically motivated hit job and a racially motivated prosecution. This prosecution against him, for which he's to be arraigned tomorrow, violates his constitutional rights to be informed, to be prosecuted by a disinterested prosecutor, as well as to ensure all of the rights that he has. Senator Tran has been a loyal, dedicated, hardworking public servant for the members of his community in Western Massachusetts. He works hard. He will be a great congressman once November comes and the voters reward that faith. But it's important that he be entitled to all the benefits of a constitutional order that we have, a legal system that gives rights. And Maura Healey is not interested in giving Senator Tran any of those rights. And we're hoping the federal court will intervene to make sure that he gets all of the benefits of due process and protection that he is entitled to. Senator Dean Tran is here, and I see a lot of Asian as well as your constituent from the Western Massachusetts here. They support you, but just share your thought about today and why you're here. Today was a good showing. We held a press conference, and just to show all the free Americans, and not just in this state but across the country, that it's time to fight back. And we held a press conference to let the people know that my attorney and I this morning filed a federal lawsuit against Attorney General Maura Healey for the indictment that she issued on July 1st against me with charges that were based on lies. Now, what did you think the chance of winning the election in November? I think our chances of winning the election is still very good.
what we're doing today is that we showed the American people that we're fighting back, and we're not going to we're not going to lay down for evil people to step on us, and that's a good quality in a candidate. You know, people are still gravitating to our campaign. Our campaign still has incredible momentum and excitement, and as long as I am the candidate for this district, we are going to have a very good chance of returning this seat in the 3rd Congressional District to the people. Now, the whole purpose of doing it to you is to stop you from campaigning and focus on the legality of the problem. So how is your campaigning right now? Our campaign is still going very strong. You know, what Maury Healey has done to me is an example of someone who is in authority and abusing the authority that she has to have an impact on an election. She was campaigning with my opponent, and my opponent endorsed her. And now, a month later, she issued an indictment that we did not receive until more than 2 weeks after. And her press release was all part of a politically and racially motivated opportunity to provide an edge to my opponent. Kính thưa quý vị, như Thượng nghị sĩ Đinh Trần vừa chia sẻ là khi họ truy tố Thượng nghị sĩ Đinh Trần cũng không biết bất cứ về vụ việc này. Và đúng vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì họ đã đưa ra báo cáo báo chí và họ đã truy tố Thượng nghị sĩ Đinh Trần. Và hôm nay, Thượng nghị sĩ Đinh Trần có mặt ở đây để trình đơn kiện bà Maury Healey, bà là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Massachusetts. Và chuyên gian tường thuật cho đài PTN từ thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thank you, Senator. Thank you.